Còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng tiến trang với cả bạn váy kẻ cũng hấp dẫn không kém khi mà đứng cạnh chiếc Super Cup của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, mời bạn có thể đứng vòng sang bên này giúp mình được không? Đây. Đây, mời bạn đứng sang đây để chúng ta có thể nhìn rõ hơn chiếc Super Cup C125. Trước đây thì huyền thoại Super Cup chỉ được trang bị động cơ 50cc mà thôi, là một mẫu xe rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Một mẫu xe 50cc thì di chuyển trong phố rất là nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi luôn vào những cái chi tiết của xe. Chi tiết của xe thì chắc có lẽ cái điểm ấn tượng là chính là cái phần đầu xe này đây ạ. Phần đầu xe đã được thiết kế lại trông trẻ trung hơn và có phần cá tính hơn, với đèn pha cũng được dạng full, được trang bị công nghệ full LED với cái giải LED ban ngày ở đây ạ. Wow, đẹp không ạ? Đẹp không ạ? Đẹp, ấn tượng đấy. Trông được đèn pha được làm 2 tầng giống như chiếc Winner. Ở bên dưới là cái phần ốp mặt nạ trước. Cái phần này thì cũng được làm khá giống với cả chiếc Super Cup 50cc trước đây, nhưng mà có cải tiến đi một chút thôi. Và cái logo bằng chữ C125 được làm trên nền màu đỏ, kèm với cả việc được mạ chrome sáng bóng bên trong, khá đẹp. Tiến xuống tiếp cái phần dưới của xe thì cái điểm gây ấn tượng tiếp theo đó chính là bộ vành. Bộ vành 17 inch được làm bằng hợp kim nhôm thay vì trước đây là nan hoa. Và thông số lốp là 70-90-17. Phải nói là cái phần vành của xe này cũng là một trong những cái điểm mà tôi thấy cải tiến rất là đáng giá ở trên chiếc Super Cup C125 này. Đằng trước thì được trang bị phanh đĩa nha các bạn, đằng sau thì phanh tăng trống thôi. Wow, đây. Ui giời. Phần yếm của xe. Trước đây thì phần yếm của những cái mẫu xe Honda trước đây thì được làm bằng chất liệu nhựa và nhựa trắng không ạ. Còn bây giờ thì cũng được làm bằng nhựa nhưng mà được sơn một cái lớp màu sơn trắng nhũ, màu sơn ngọc trai. Trông hấp dẫn hơn, óng ánh hơn, trẻ trung hơn, cá tính hơn. Logo Super Cup được làm nổi. Chúng ta lại có logo của Honda giống như chiếc Mankey, được làm nền màu đỏ và phần cánh chim này được làm màu trắng, nhìn rất khá là ấn tượng. Phần đẩy chân cũng được thiết kế bầu trông đẹp hơn, chỉn chu hơn. Xe cũng được trang bị động cơ 125cc và hộp số là 4 cấp. Xe này chúng ta dùng hộp số thôi, không phải dùng côn. Tiến tiếp xuống phía dưới thì chúng ta vẫn có những cái thiết kế khá là cơ bản giống như là mẫu Cup 50. Phần giảm sóc ống lồng, rồi phần ốp hông ở bên. Trước đây thì ở phần ốp này một bên là để ắc quy và một bên là để đồ sửa chữa của xe, thì không biết bây giờ sẽ được tinh chỉnh như thế nào. Và ở đây cũng có cái logo Super Cup ở đây ạ, Super Cup ở đây khá đẹp. Tôi đang thấy một cái nút đen đen ở đây thì chắc là để mở cốp chăng. Wow, đúng, rất chính xác. Mình tò mò đấy mà bạn mở cho mình cái được luôn. Đây thì cái phần cốp này chúng ta không thể để được đồ, mà cũng chỉ mở lên để chúng ta đổ xăng mà thôi. Cái thao tác đổ xăng bằng nút ấn ở đây thì khá hay. Đây ạ. Mình mở không đúng một cái là nó gặp vấn đề. À, đây. Đây, mời anh sang đây. Ở trên cái phần, ở trong cái phần cốp này thì ngoài cái việc mà để đổ xăng thì khi mở lên chúng ta có một cái lẫy. Chúng ta ấn vào đây thì cái phần cốp ở ngang sẽ được mở ra. Đây, tôi sẽ thao tác lại cho các bạn nhìn thấy kỹ hơn ạ. Đây ạ, ấn vào đây. Đó, phần cơ này rất mềm nha các bạn, không nghe được một tiếng động gì luôn ạ. Và đây thì chúng ta có một chỉ có bộ dụng cụ để cân chỉnh xe thôi, và dùng khi chúng ta cần thiết bị hỏng xe ở giữa đường chẳng hạn. Ngoài ra thì cũng không để được cái gì cả, ngay cả một chiếc áo mưa ni lông. Đây, mời các bạn nhìn tiếp xuống phần dưới này luôn. Phần dưới đây thì chúng ta cũng được trang bị ống xả chrome sáng bóng luôn ạ.
Cái này là soi được cả gương. Anh em nào mà vội có thể vút keo trải chuốt qua cái inox này cũng được, trông cũng hấp dẫn. Hơi méo một tí thôi. Vâng, phần động cơ cũng được ốp inox ở đây. Phần chrome ạ. Xin lỗi, không phải inox mà là chrome. Chụp chrome ở đây. Mời các bạn tiến tiếp lên trên phần bi đông. Đương nhiên rồi, một mẫu xe hấp dẫn như thế này thì sẽ được trang bị khóa Smart Key. Khóa Smart Key. Đây, bạn nữ này sẽ hỗ trợ chúng ta khởi động. Phần đồng hồ của xe thì được trang bị cả đồng hồ số và màn hình hiển thị ở đây. Đồng hồ analog chỉ km trên giờ. Và đồng hồ hiển thị nhỏ nhỏ ở giữa là một màn hình với nền đèn màu trắng và những cái thông số cơ bản, ví dụ như là xăng này, số km đã đi được và một số những cái đèn tín hiệu khác. Ổ khóa còn có đèn xanh giống như SH ạ. Hấp dẫn phải không? Và hiện tại thì mẫu xe này phía sau đang không được trang bị yên. Và theo như Honda có công bố thì phần phía sau này các bạn vẫn có thể lắp thêm yên tùy theo tùy chọn, yên cứng hoặc là yên mềm. Cái này thì tùy các bạn có thể bỏ thêm chi phí thôi. Phần sau thì được trang bị xi nhan cũng dạng LED, còn xi nhan được cách điệu khá đẹp, trông khá là cá tính. Phần đèn hậu cũng vậy. Phải nói là Super Cup đã có một cái sự lột xác cá tính hơn rất nhiều so với cả chiếc Super Cup huyền thoại trước đây 50cc. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng đi tìm hiểu chiếc Super Cup 125cc của Honda. Và các bạn thấy sao về mẫu xe này? Với cái mức giá là 84.990.000 đồng. Với tôi là có khi tôi cũng suy nghĩ sở hữu mẫu xe này đi làm ấy, tiết kiệm nhiên liệu mà. Còn bây giờ thì các bạn nhớ comment ngay phía dưới của video này những cái ý kiến, những bình luận của các bạn. Bây giờ thì chương trình cũng đã dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.